Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Potea Let's Go. Và bây giờ thì tôi đang ở tại khu vực của Hòa Bình các bạn ạ, giữa Hà Nội và Hòa Bình. Nhưng mà cái việc ở đâu thì cũng không quan trọng đâu, nhưng mà chỗ này nó mát mẻ và rất là đẹp. Và đặc biệt hơn là tôi đang cầm cái nút bạc ở trên tay. Và hôm trước thì chúng ta đã cùng nhìn thấy nút bạc đúng không? Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng xem là nếu mà cầm cái nút bạc này trên tay thì những người mà chưa bao giờ được cầm một cái nút bạc thực sự thì sẽ như thế nào. Và cái người đầu tiên mà tôi muốn sẽ đưa cái nút bạc này đến để mà chia sẻ với anh ấy, đương nhiên là nếu mà tôi nhắc là anh ấy thì chắc là các bạn đã đoán ra ngay là ai đúng không ạ? Ok, vậy bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi tìm kiếm anh ấy nha các bạn. Cùng let's go. Vâng, các cái video clip ở trong trên kênh của chúng ta thì đã có rất là nhiều cái hành trình mà bà ta đã đi cùng với một người anh và một cái người cũng rất là thân thiết với Patea luôn. Và cái nút bạc mà Patea cầm trên tay đây thì có một phần không nhỏ cái sự đóng góp công sức và cái niềm đam mê của anh ấy. Và người mà tôi đang nhắc đến đó chính là kia. Hello Thành. Đây, và một khuôn mặt chúng ta rất là quen thuộc rồi đúng không? Và đây là anh Thành các bạn. Hello, tên. Nút bạc. Ok, bây giờ để anh Thành sẽ khu nút bạc này ra nha. Đây. Okay. Đó. Ra kia nha, ra kia ngồi không? Vâng, các bạn ạ, bây giờ thì anh Thành đang ở tại khu vực của Núi Bé. Và đây là cái khu mà một cái nơi, đây là một cái trung tâm cộng đồng dù. Và tại đây thì cũng là nơi mà Pata hay đi về đây để mà gọi là nghỉ dưỡng các bạn, tại vì khu vực này nó rất là mát mẻ luôn. Và các bạn hãy nhìn coi, đây là cánh đồng lúa này. Đó, một cánh đồng lúa nó đang vào cái chì kỳ nó chín ấy, nó đẹp lắm. Và đây bây giờ chúng ta đang ở hoàng hôn. Và ở tại chỗ này thì có cái chỗ để cho bà ta tập thể dục cũng như ngồi thiền. Ok, và quay trở lại với câu chuyện của chúng ta đây. Và hello anh. Xin chào. Nút bạc đây. Nút bạc đã về rồi đây. Và mong chờ như là mong mẹ chờ mẹ về chợ ấy nhỉ. Và bao nhiêu năm nhỉ? Đây là các bạn nhá, nút bạc của chúng ta đấy. Và như hồi nãy Pota đã giới thiệu đấy các bạn, thì các cái hành trình ở trên kênh Pota thì một công rất là lớn đó chính là anh Thành đây. Và đây là người khuôn mặt rất là thân quen đúng không? Đấy, cũng phải cảm ơn tất cả mọi người vì đã ủng hộ kênh của anh em mình. Nút bạc này cũng là món quà dành tặng cho tất cả những fan hâm mộ của kênh Potea Let's Go nhỉ. Ok. Đấy. Bây giờ thì cầm nút bạc trên tay thì anh cảm giác anh bây giờ thế nào anh Thành ơi? Cảm giác rất là vui mừng này, tự hào này và biết ơn. Vui mừng vì là đây là một món quà đầu tiên mà chúng ta sau 4 năm nỗ lực. Đây là món quà YouTube đã dành tặng cho chúng ta, nhưng và cũng là món quà của người hâm mộ dành tặng cho anh em mình. Biết ơn bởi vì đấy là một cái sự tri ân đối với tất cả những fan hâm mộ đã dành tình cảm và điều đặc biệt đã dành thời gian để theo dõi những hành trình mà chúng ta đã tạo ra. Và nút bạc anh xem nút bạc nó có bằng bạc không? Đúng là màu bạc rồi. Đúng là màu còn, bạc còn phải bạc không, phải cắn thử cái nhỉ. Cắn thử đi. Phải giữ làm kỷ niệm. Và thật sự với các bạn đó, các bạn biết không là hai anh em tớ đã đi tính ra là hàng trăm cái hành trình nhá. Đúng rồi, đi hàng trăm hành trình như các bạn cũng đã thấy là trên kênh đấy. Thì bà ta và anh Thành đã trải qua hàng trăm những hành trình khác nhau và rất là nhiều những cái kỷ niệm mà đã cùng trải qua với nhau trên những cái hành trình đấy. Nếu mà nói về những cái hành trình mà đến bây giờ mà mình đạt được nút bạc này thì anh ấn tượng nhất hành trình nào? Có lẽ là ấn tượng nhất đó là các cung đường mà chinh phục các cái cung đèo của Hà Giang. Cung đèo Hà Giang hả? Và các cung đường tuần biên nhá. Đường tuần biên nhá. Đúng rồi. Rất là ấn tượng nhá. Những cái em nhớ là cái đợt đấy mình đi, lúc đấy là cung đường tuần biên, là lúc đấy mình đi trời rét đấy nhở, trời trời rất rất lạnh. Trời rất là lạnh. Và các bạn, nếu mà các bạn có xem lại những cái video clip mà bà ta có chia sẻ về những cái hành trình ở đi tuần biên ấy, thì đấy là một trong những cái hành trình rất là ấn tượng và đáng nhớ mà tới bây giờ mình cũng không thể nào quên.
Bởi vì đấy là một cái hành trình mà mình được đi dọc theo cái nếu mà nhìn trên bản đồ nó chỉ là một cái đường kẻ thôi ở biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc nha. Còn thực tế nó là cả một cái con đường sát biên giới, ngay biên giới luôn, và được khám phá cái vành đai biên giới ở tại đất nước mình. Đấy là một trong những cái điều mà cảm giác rất là phê. Thì bây giờ cầm cái nút bạc này trên tay thì điều anh mong muốn nhất bây giờ là gì đây? Đó là tiếp theo là nút vàng. Bọn ta thì cũng có cái mong muốn là sẽ đạt được cái nút vàng, nhưng mà thực sự với các bạn rằng là để mà đạt nút vàng thì cái này là sẽ là một cái nỗ lực lớn lắm, nhưng mà cái điều quan trọng hơn đó là cái sự ủng hộ của quý vị và các bạn. Và nếu quý vị và các bạn yêu mến Pota cũng như yêu mến anh Thành và những người anh em trên kênh thì quý vị hãy ủng hộ thật là mạnh nhá. Bởi vì để làm những cái hành trình này á, công nhận là phải tốn công nhỉ. Chắc chắn rồi. Tốn công sức lắm các bạn ạ. Đồ đi phải nói mình cũng thấy thời gian. Không phục cái nhở. Không phục những anh em mà đã đi mà làm được những cái hành trình mà thật sự là những anh em YouTuber người ta cũng phải nói là cống hiến đấy các bạn. Mình thì chưa phải là làm chuyên nghiệp YouTuber, nhưng mà mình đi trải nghiệm thôi, mình đã thấy rằng là người ta thấy rằng là công nhận là cả một cái gì đó nó gọi là cái sự đam mê ấy nhở. Đúng rồi. Thì nó mới tạo ra những cái video clip nó thực sự là ý nghĩa. Và mong rằng là anh em mình sẽ có thêm cái điều kiện nhỉ, để thực hiện thêm những cái hành trình nữa. Chỉ cần chúng ta được ủng hộ nhiều thôi. Đó, tóm lại có động lực. Tóm lại là cứ bà con cô bác và các anh chị em ở trên quý vị khán giả ở trên kênh mà cứ ủng hộ nhiều cho anh em chúng tôi thì chúng tôi sẽ lại lên đường nhỉ. Bọn ta cũng rất là mong muốn là sẽ được là thực hiện tiếp tục những cái chuyến đi đó. Ở Việt Nam mình còn rất nhiều chỗ để đi đó, và rồi đi khám phá những bản làng, đi khám phá những con đường đó. Và và em mong muốn rằng là bất kỳ một cái video clip nào đó mà đăng ở trên kênh thì cũng được cái sự ủng hộ của quý vị. Không chỉ là những cái video clip về những cái hành trình khám phá, hay là những cái địa điểm du lịch, hay là những cái hành trình khám phá du lịch ha, hay là những cái vùng đất mới, những con đường mới, mà bất kỳ cái video clip nào mà Pota cũng như anh em mà đăng trên kênh thì đều được cái sự đóng góp cũng như cái sự ủng hộ nhiệt tình của quý vị khán giả và những người yêu mến Pota trong suốt những năm qua. Và cái nút bạc này là cái thành quả mà quý vị đã yêu mến Pota đó, cũng như anh Thành đây ha. Và trong thời gian tới thì em có cái dự định là sẽ chia sẻ về cả vlog cuộc sống và mọi thứ nữa, thì anh Thành thì sao? Cái quan trọng là khán giả thôi. khán giả yêu thích thể loại gì thể loại gì hả thì đúng làm rồi. Cái đấy hả. Nhưng mà cũng phải phụ thuộc vào sở trường nữa nhé. Thực sự mà nói là muốn làm nhiều lắm, nhưng mà ví dụ muốn đi nhiều lắm nhưng mà đi cũng mất thời gian hết, và đúng trong dịp này là chưa đi được các bạn ạ. Mong muốn đi mà đi chưa được đấy. Vậy nên là bà ta cũng mong muốn là cái kênh ở trên kênh thì sẽ có nhiều cái nữa để nó phong phú hơn về mặt nội dung để chia sẻ với quý vị và các bạn. Và cũng rất mong là quý vị và các bạn cũng sẽ đóng góp thêm những cái mong muốn là xem bà ta và anh Thành cũng như là tất cả anh chị em muốn rằng là bà ta làm cái gì thì bà ta sẽ thực hiện thêm cái đó ha. Và hiện tại thì bà ta là mong muốn là sẽ chia sẻ thêm những cái khám phá đó, và những cái vlog về cuộc sống đó, và những cái gì mang tính chất về thiên nhiên một chút. Bởi vì trong cái khoảng thời gian vừa qua thì Pota cũng trầm lại một chút và cảm nhận được rất là cái ý nghĩa của cuộc sống và hòa mình với thiên nhiên được nhiều hơn. Và cái điều đó cũng là một phần đến từ những cái chuyến đi. Qua những chuyến đi thì cho mình được hòa với thiên nhiên, được cảm nhận thiên nhiên, cảm nhận đất nước, cảm nhận những cái môi trường sống nhiều hơn. Vậy nên là sau những chuyến đi ấy về mình cảm thấy là mình yêu đời hơn rất là nhiều và hòa với thiên nhiên. Như các bạn nhìn này đấy, cái chỗ mà Pota và anh Thành đang ngồi đây là một cái nơi, cái này bật mí cho các bạn là đây là cái nơi mà Pota và anh Thành cùng làm đấy. Vậy nè đó, anh Thành có muốn giới thiệu gì không? Nếu như quý vị mà quan tâm đến một địa điểm mà gần với thiên nhiên, được hòa mình với thiên nhiên, và điều đặc biệt là ở đây thì chúng tôi cũng tổ chức một số các hoạt động liên quan đến camping này. Và điều đặc biệt là có một bộ môn mà rất nhiều người thích, đó là môn dù lượn. Ở đây là địa điểm mà chúng tôi tổ chức bay dù lượn tại Hà Nội.
À. Còn gì nữa không anh? Có gì đặc biệt hay hay không? À, đặc biệt hay hay thì đến đây thì chúng ta sẽ được khám phá một cái thiên nhiên còn hoang sơ. À. Và được đi lội suối này, à. Đấy, được đi khám phá những con thác mà còn chưa có một sự bê tông hóa nào trong đó và cũng rất ít người biết đến mà lại rất gần Hà Nội. Nhiệt độ đây rất là mát mẻ luôn, tuyệt vời. Và nhưng mà có tốn tiền nhiều không anh? Cái gì có phải là TV chứ? Nếu như chúng ta mà đi trekking này, đi trekking này hay là chúng ta đi khám phá thiên nhiên ví dụ như lội suối này thì hoàn toàn free nhá. Free luôn. Dã man đấy. Đúng rồi. Tuyệt vời quá. Nếu như mà quý vị thích cảm giác mạnh thì đăng ký bay dù lượn, đương nhiên đăng ký bay dù lượn thì sẽ phải mất phí rồi. Ok. Hay là mất phí đúng không? Đăng ký qua anh Thành ha. Ok. Đó. Chắc chắn rồi. Và như quý vị cũng vừa nghe anh Thành giới thiệu đấy, thì ở đây là nơi là đây là cái nơi mà quý vị có thể nếu mà thích chơi dù lượn thì có thể đăng ký qua anh Thành nhá. Và ta sẽ để cái điện thoại của anh Thành ở phía dưới mô tả của video này. Nhưng mà cái điều quan trọng hơn và rất là tuyệt vời hơn nữa đó là ở đây nó đây là một cái môi trường nó gắn liền với rừng và với cái không gian rất là mát mẻ. Và nếu ở Hà Nội khoảng 30-33 độ thì ở đây chắc khoảng 29 độ nhỉ. Khoảng 29-30 độ, 28 độ thôi, mát như vậy đấy ạ. Và nó lại rất là gần Hà Nội, nó cách Hà Nội khoảng 45 km thôi. Và ở ngay kia chính là ngay kia là ngay cái đường chỉ tay của bà ta kia cả. Đó thì đó chính là cái khu rừng rồi và trong đó có cả con suối nữa. Rất là tuyệt vời, đây là một cái nơi dã ngoại cũng như là một cái nơi mà nghỉ dưỡng hòa mình với thiên nhiên đó. Và đến đây mà cắm trại nhỉ. Cắm trại thì rất là tuyệt vời luôn ha. Và nếu mà quý vị nào mà muốn là có những cái chương trình, có những cái buổi dã ngoại cùng với bạn bè gia đình thì cứ liên lạc với anh Thành nhá. Đó, anh Thành sẽ chăm sóc nhờ. Chăm sóc là từ A đến Á. A đến Á. À, nhưng mà anh Thành ơi, cái liệu là có tổ chức cái gì không chứ nhở? Tức hay là người ta phải tự đi hay như thế nào? Anh chị em đến đây là tự đi à? Không. Ví dụ như hoạt động về bay dù lượn thì đây là địa điểm để tập trung tất cả mọi người. Và đến đây thì sẽ có các bộ phận hướng dẫn, bộ phận trung chuyển xe và bộ phận hỗ trợ. Okay. Còn đối với check-in thì đến đây có thể join cùng với mình. Okay. Mình cũng là người mà đi leo núi thường xuyên. Thường xuyên là buổi sáng hoặc là buổi chiều. Miễn là không mưa là có thể đi leo núi được. Một cung đường leo núi thì có thể mất khoảng độ 2 tiếng cho đến 3 tiếng. Nó rơi vào tầm 10 km. Đấy là một cái sự trải nghiệm. Hoặc là nếu như đi camping thì ở đây có mấy cái địa điểm camping. Một là địa điểm camping trên đỉnh núi. Đó cũng là nơi mà các phi công bay dù lượn là nơi cất cánh dù để bay xuống vị trí ở xa kia là bãi hạ kìa. Chỗ đó. Nó có cái cờ đúng không? Đúng rồi, đó là nơi hạ cánh của dù. Một vị trí. Ôi anh ơi, nhìn cái cánh đồng này đẹp quá, anh đang nói mà em thấy nó đẹp quá hoàng trời. Hoàng hôn nha. Các bạn thấy hoàng hôn nó hạ xuống không? Đúng rồi. Tuyệt vời nhỉ. Có ở đây có cắm trại được, cắm trại thì cắm trại ở đâu anh? Đó, một vị trí thứ nhất là vị trí ở trên đỉnh núi. Okay. Đó, ở vị trí trên đỉnh núi là nơi mà bay dù lượn là cất cánh của bay dù lượn thì cũng là địa điểm cắm trại được. Hoặc một địa điểm nữa ở phía trong kia, phía trong khu sát dưới chân núi kia thì cũng bọn mình có một cái khu để có thể camping trên một cái mặt sàn như này. Ok. Đó, nhưng mà camping ở đó là gần suối này, gần thác này. Và rất là, có thể nói là rất là hoang dại. Ok nhá. Rồi, một chút chia sẻ về ở cái vị trí này. Bà ta thì lâu lâu bà ta mới vào thôi. Và ở đây anh Thành thì, anh Thành là chủ yếu. Anh Thành sẽ điều hành với, anh Thành sẽ xử lý tất cả các việc. Nên là quý vị và các bạn mà muốn trải nghiệm gần Hà Nội, có một cái nơi để có thể camping, tắm suối hay là bay dù lượn hay là đi trekking thì quý vị cứ alo cho anh Thành đầu mối. Anh Thành là chủ ở đây đấy các bạn ạ. đấy cả cái khu rừng này đây hôm nay mới bật mí và giới thiệu với các bạn nha. Đấy anh Thành đấy. Đấy còn hoang sơ lắm đấy. Đó, và đến đây mà ngồi ăn uống ở đây này, đây các bạn theo hay là ngủ đây hay là cắm trại ngay ở chỗ này luôn, ngay ở tại cái lều này luôn này, ngay tại cái sạp này là tuyệt vời lắm. Là bà ta thì rất thích và bà ta hay vào đây để mà đi cắm trại, cắm lều á, ngủ tại chỗ này, ngủ lều đấy, rất là tuyệt vời luôn và hòa mình với thiên nhiên, hít thở không khí trong lành.
tuyệt vời lắm. Và các bạn hãy nhìn thấy nhìn xem mặt của Vata kia này trẻ ra không à? Bởi vì là Hòa được hòa với thiên nhiên nhiều đấy ạ. Và vâng, một lần nữa thì đây chính là nút bạc mà hai anh em đã trải qua rất nhiều những hành trình với nhau từ lúc đầu nha. À, từ ban đầu cho tới giờ đấy các bạn ạ. Và một lần nữa hai anh em Pata và cũng như anh Thành xin rất là biết ơn quý vị khán giả đã luôn luôn ủng hộ, luôn luôn đồng hành cùng với Pata, anh Thành và kênh Pata Let's Go trong suốt 4 năm qua trên rất nhiều những cái hành trình này ha. Rồi xin biết ơn quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những hành trình tiếp theo. Bye bye. Bye bye. Bye. Bye.